Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Thì trước tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là bên cơ sở lan rừng nhà em có những cái loại phân bón, những cái loại chế phẩm dành cho hoa lan, kích kia di xanh, di đỏ với giá di xanh với giá là 60.000 cho một ống và di đỏ với giá là 70.000 cho một ống. Siêu da rễ N3M với giá là 35.000 cho một 30.000 cho một lọ. Và phân tan chậm thông minh, phân thông minh tan chậm có kiểm soát với tỷ lệ 20:10:10 TE và 31:88 TE và 12:12:20 TE. Em bán đồng giá là với giá là 35.000 cho một lọ. Và cái thuốc Kinkin phòng chữa các loại bệnh gây hại cho cây trồng với giá là 30.000 cho một gói. Và thuốc diệt rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 25.000 cho một lọ. Và keo liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Và keo liền da Mỹ với giá là keo liền sẹo đen ấy, keo liền da Mỹ với giá em bán là 50.000 cho một lọ. Và đặc biệt là em có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, không có lẫn chất bảo quản cũng như là không có lẫn tạp chất. Với một lọ như vậy thì em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Thì ở đây dạng treo cô chú anh chị có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ, hoặc treo trên xe, có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch không khí và ngoài ra tạo cái mùi hương rất là tuyệt vời cho không gian. Còn dạng lăn thì mình có thể sử dụng trong những trường hợp như là đau đầu, đau cơ, lăn xoa bóp sẽ giảm đau rất là nhanh cô chú anh chị nhé. Còn dạng nhỏ giọt thì mình có thể sử dụng để xông tinh dầu hoặc là sử dụng để xoa bóp cũng rất là tiện dụng. Đây là những cái sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên nên là rất là lành tính và sản xuất tại địa phương, không qua trung gian nên là đảm bảo về chất lượng cũng như là giá thành mà rất là rẻ. Cô chú anh chị có thể mua cho mình những cái sản phẩm tốt dùng cho gia đình. Rồi tiếp theo sang bên này là rất nhiều những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em có này. Trước tiên là dòng đai châu rừng bắc trụ. Cô chú anh chị nhìn cho em, đai châu rừng bắc trụ hiện tại đang bắt đầu là nhú những cái rễ non mới như vậy cô chú anh chị nhé. Nên đây là cái thời điểm để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò đai châu hay là nguyên xuân điểm hàng rừng, để mà đến Tết mình có giò châu thật là đẹp để ngắm đấy ạ. Em bán với giá là 600.000 cho 1kg, số cây rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 5 cây trên 1kg nhé. Còn bên này là hàng đai châu Thái, và với hàng đai châu Thái thì nó sẽ có thể sổ ra rất là nhiều màu sắc khác nhau, và hàng Thái ở đây thì cũng là hàng bản lá mít và lá xếp rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái hàng Thái thì nó có hơi lỗi lá cô chú anh chị nhé. Hàng Thái hơi lỗi lá như vậy, em nói chung là hàng bắc trụ của Thái thì bao giờ cũng hơi lỗi lá. Em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Hàng Thái thì em bán với giá là 580.000 cho 1kg thôi. Và bên này đây là những cái chậu châu Thái. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu những cái cây châu Thái gọi là đẹp và không có lỗi thì cô chú anh chị có thể mua cho em hàng chậu này. Đó, hàng chậu này thì nói chung là toàn là những cây lá mít và những cây đã trưởng thành rất là to đẹp, trồng trong chậu chậu gỗ đẹp như thế này, toàn là những cây bản lá lá mít thôi, và cũng từ 3-4 cặp lá trở lên rồi. Cô chú anh chị nhìn này, những cây này thoải mái Tết là cô chú anh chị có những giò đai châu rất là đẹp để ngắm nhá. Với chậu châu, chậu gỗ đẹp xinh như vậy em bán với giá là 260.000 cho một chậu hàng chậu gỗ này. Cây rất là khỏe, hàng lá bản lá mít, lá ngắn rất là đẹp luôn cô chú anh chị này, lá mít, mít lá ngắn và xếp rụt rất là đẹp như vậy. Và hàng này thì em quan sát qua thì em nghĩ rằng là nó có thể sổ ra màu trắng hay màu hồng cánh sen. Em nghĩ là như vậy, tại vì toàn bộ những cái cây này thì đều đa phần là những cái ngọn khá là trắng như thế này. Đó. Còn bên này thì là những cái cây kích cỡ nhỏ hơn cô chú anh chị nhé, cũng là hàng bản lá mít xếp đứng rất là đẹp luôn. Với giá ở đây một chậu này thì hàng chậu nhựa với giá là 150.000 cho một chậu thôi. Đó, thì nói chung là chậu nào, hàng nào thì đến Tết là cô chú anh chị cũng có thể được chơi hoa. Đó là những cái cây châu Thái hàng không lỗi lá này, nó rất là đẹp. Còn bên này là đô lô đùi gà của vùng Cao Bằng. Hôm nay em lại về gà cùng vùng Cao Bằng của cô chú anh chị có thể
Thấy riêng gà của vùng Cao Bằng bên em thì do thời tiết lạnh nên là bây giờ nó mới đang bắt đầu là mùa hoa, cũng chuẩn bị đi vào cái giai đoạn là hoa tàn rồi cô chú anh chị này. Gà của vùng Cao Bằng ấy thì riêng gà vùng Cao Bằng bên em thì cái thân nhìn rất là dẹt như vậy, nhưng mà cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị nếu như chưa được ngắm hoa thì chắc chắn sẽ khẳng định đây là gà dẹt. Tuy nhiên cái hàng gà của bên em 100% là gà vùng gà tròn cô chú anh chị nhé. Sổ ra 100% là những bông hoa gà tròn, cánh bầu tròn, cánh bầu tròn mắt nhung rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Nói chung là hàng thì rất là tươi luôn. Tươi và cái mặt hoa cực đẹp, bông hoa rất là to và sai hoa cô chú anh chị nhé. Ở đây thì có những cái bông hoa đa số là toàn vận chuyển đóng gói dập hết rồi. Cô chú anh chị không nhìn thấy cái vẻ đẹp của những cái bông hoa gà của vùng Cao Bằng. Gà của vùng Cao Bằng nói chung là được nhiều người đánh giá là vùng miền có mặt hoa gà đẹp nhất đấy ạ. Với giá em bán gà Cao Bằng là 220.000 cho 1 kg gà vùng Cao Bằng xanh mướt và rất là đẹp như thế này. Và bên này là gà tròn vùng Tây Bắc này, cũng là một cái vùng miền cô chú ý chị biết rằng là gà tròn vùng Tây Bắc cũng là một cái vùng miền được coi là có mặt hoa gà rất là đẹp đúng không ạ. Với giá 200.000 cho 1 kg, hàng thì hiện tại đã nở hoa hết rồi, đang lên mầm gốc nhá. Còn bên này là đùi gà dẹt ạ, đùi gà dẹt này cô chú anh chị này, hàng cực kỳ là mướt luôn cô chú anh chị nhá. Hàng hiện tại đang lên mà hàng thì gà dẹt thì chủ yếu là những nơi ấm áp là có thể sổ hoa Tết này, hoa rất là bền hoa và màu sắc rực rỡ đẹp nhá, gà dẹt ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này, gà đã nở hoa mà vẫn còn lá đẹp xanh tươi như vậy, em bán với giá là 180.000 cho 1 kg đùi gà dẹt. Đó, em có 3 cái loại đùi gà để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình nhá. Hoa của gà dẹt thì cũng rất là bền hoa. Hiện tại thì đang bắt đầu là lên những cái mầm gốc. Đang bắt đầu là chồi những cái mầm gốc này cô chú anh chị này. Còn bên này là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên. Đây cô chú anh chị nhìn cho em. Cái mặt bông của sơn thủy tiên đang nở đấy ạ. Cánh vàng rộm, họng vàng đậm đà như vậy nhá. Hàng hiện tại thì đang nụ đang hoa. Hàng sơn thủy tiên, hàng này em bán với giá 220.000 cho 1 kg sơn thủy tiên. Và bên này là cái gì đây nhỉ? Bên này là cái phi điệp vàng nhá. Phi điệp vàng rất là mướt như thế này. Hứa hẹn mùa tháng 8 hoa vàng rực rỡ ạ. Với giá em bán là 140.000 cho 1 kg phi điệp vàng. Hoàng thảo môi tua hay còn lại gọi là hoàng long vĩ, hàng cũng đang nụ nhá. Hàng cũng đang nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đây là cái thời điểm cô chú anh chị ghép và được chơi hoa trọn vẹn nhất về dòng hoàng long vĩ này. Với giá là 150.000 cho 1 kg. Thanh đạm sữa với giá là 60.000 cho 1 kg. Hàng hoa dễ hoa và dễ thuần dễ chăm nhá. Và bên này là dòng lan gì đây nhỉ? Hài này là hài về nữ, với giá em bán là 60.000 cho 1 8 thôi. Hôm nay em sẽ 80.000 cho 1 kg hài vệ nữ nhé. Còn bên này là dòng địa lan mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử ạ. Một dòng hoa mà nở đúng vào thời điểm Tết luôn và hoa thì rất là thơm cô chú anh chị này, thơm và rất là bền luôn cô chú anh chị nhé. Đây là một trong những cái dòng lan mà nói chung là những người chơi lan thì gần như ai cũng sưu tầm cho mình những cái giò mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử để chiêm ngưỡng và cũng như là thưởng thức mùi hương ạ. Với giá 100.000 cho 1 kg. Này là lô kiều tím miền Trung cô chú anh chị cùng ngắm cho em và thẩm này. Hàng hiện tại bây giờ là đang bắt đầu là nứt nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đang bắt đầu đẹp sưng những cái mắt nụ rất là to như thế này. Trời ơi. Và hàng thì thân mập mạp mập nù như thế này nhá. Xanh tươi và cắt tỉa rất là kỹ luôn cô chú anh chị ạ. Em bán kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này với giá là 320.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị nhìn cái phần gốc của nó thì biết rằng là đây toàn bộ đều là những cái hàng dề rất là đẹp nhá. Toàn bộ đều là những hàng dề rất đẹp như vậy. Còn bên này là bạch ngọc đuôi công này. Hoa được gọi là một cái loại lan có hoa đẹp nhất, địa lan đẹp nhất trong các dòng địa lan. Hoa thơm nở đúng Tết. Hoa thơm và nở đúng Tết, bông hoa rất là to, sắc đẹp, rực rỡ ạ. Với giá em bán là 300.000 cho 1 kg. Bên này đây là những cái bó hoàng thảo nghệ tâm của chú anh chị này. Hoàng thảo nghệ tâm em bán theo bó như thế này. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cây nghệ tâm thân rối tinh rối mù như vậy, nhưng mà khi mà sổ hoa thì đẹp rực rỡ như thế này. Đó, tím và rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo nghệ tâm này mà lên giò, khi mà cô chú anh chị lên giò thuần ấy, phải nói là hoa quá là đẹp tuyệt vời luôn. Em bán một bó như vậy với giá là 50.000 cho một bó thôi. 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm nhá. Và bên này là kiều vuông lẫn với kiều vàng. Kiều vàng lẫn kiều vuông gì đó. Hàng đang nụ cực xinh luôn. Đây chắc là kiều vuông mỡ gà luôn rồi. Em bán là 200.000 cho 1 kg kiều vàng lẫn với kiều vuông này cô chú anh chị nhé. Kim điệp xuân ạ. Dòng lan kim điệp xuân lên mầm quá đẹp luôn này ạ.
đang mầm rất là xinh. Hàng hoa chủ yếu là sẽ những nơi ấm có thể nở đúng Tết luôn nhé. Với giá em bán là 150.000 cho 1 kg kim điệp xuân này. Và bên này là hoàng thảo thập hoa, hàng cũng đang xuống lá chuẩn bị cho hoa. Với giá em bán 150.000 cho 1 kg, hàng có những cái nụ đang sinh này. Đây, có một số cây là đang nụ sinh như vậy nhá. Bên này là ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu với giá là 180.000 cho 1 kg. Vanda. Vanda này cô chú anh chị này. Vanda thì em cũng chia ra theo từng bó như vậy này. Một bó như thế này thì rất là to, thoải mái cô chú anh chị ghép một giò rất là đẹp luôn. Khi mà nở hoa thì tỏa hương ngào ngạt luôn, hoa thì bê thơm và bền, rất là bền hoa nhé, vanda rừng ạ. Một bó như vậy chỉ với giá 50.000 thôi. Tiếp theo bên này đây là dòng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng hiện tại thì cũng đang nở hoa. Nhất điểm hoàng ấy, hoa thì cũng rất là sai, và khi mà nở hoa thì nở hoa ấy mà lên giò thì cũng rất là rực rỡ nhé. Cái hoa này hiện tại thì đang tàn rồi nên là không thể cho cô chú anh chị nhìn thấy hết được cái vẻ đẹp của dòng lan nhất điểm hoàng này. Nhất điểm hoàng với giá chỉ 80.000 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị nào lấy từ 2 kg sẽ là giá là 150.000 nhá. Đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em một số cái khuôn bông qua đã dập rồi nhưng mà vẫn còn có thể thấy được cái hoa, cái họng màu cam, cánh hơi phớt vàng rất là xinh như vậy. Với giá xin nhắc lại là 80.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là dòng hàng gì đây nhỉ? Giáng hương cẩm báo, cô chú anh chị nhìn cho em những cái bông hoa cẩm báo, hoa vằn độc đáo như vậy này. Giáng hương cẩm báo nhé cô chú anh chị nhé. Nói chung là hàng thì hàng quê em, dân người ta lấy về giữ được cái lá khá là xinh tươi và ít bị gãy dập lắm cô chú anh chị này. Hoa thì thơm từ thân lá rồi. Hàng này em bán với giá là 200.000 cho 1 kg giáng hương cẩm báo. Và hàng này thì nói chung là rễ thì em cũng cắt tỉa vừa phải thôi, tại vì nếu mà cắt tỉa nhiều quá là sẽ rất là dễ bị xuống lá nhé. Còn bên này đây là cái dòng lan gọi là dòng lan hoàng thảo sừng. Hoàng thảo sừng hoa rất là thơm luôn cô chú anh chị nhé. Và đây là một trong những cái dòng hàng liệt vào top những cây lan hiếm đấy ạ. Một trong những cây lan gọi là cây lan hiếm để sưu tầm. Hoàng thảo sừng với giá là 150.000 cho 1 kg. Và bên này đây là lô hôm nay em về lô giáng hương tam bảo sắc đấy ạ. Xanh tươi mướt như vậy cô chú anh chị nhé. Đó. Thì hàng thì em cũng bán xô thôi. Bán xô ạ. Rất là đẹp cây luôn cô chú anh chị này. Đó, cây thì ngắn ngắn như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa những cái chùm hoa rất là dài và đẹp luôn. Mùi hương thì khỏi phải bàn, cái dòng giáng hương tam bảo sắc này thì với em cực kỳ là mê cái dòng cái mùi hương của dòng giáng hương tam bảo sắc này đấy ạ. Giáng hương tam bảo sắc với giá em bán là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị có biết là cái dòng giáng hương tam bảo sắc này những cái nhà vườn người ta thuần thì mỗi một chậu chỉ tầm 4-5 nhánh thôi là giá của nó đã lên đến 200.000 cho một giò thuần rồi. Mà đây lại là một cái dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm. Nên là em nghĩ rằng là mình mua về ghép để chơi thì cũng là một cái lựa chọn rất là đúng đắn cho những người chơi lan và yêu thích dòng lan này ạ. Giáng hương tam bảo sắc xin nhắc lại giá 180.000 cho 1 kg. Em cũng sẽ bán xô to nhỏ lẫn lộn với nhau. Đấy. Nói chung là hàng thì đa số là hàng lá xếp, cũng có lẫn một số hàng lá lướt cô chú anh chị nhé. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Đây là tình trạng cây. Và hàng rừng thì nói chung là mình cũng không thể nào yêu cầu là nó đẹp từng ly từng tí một hết được. Nó cũng sẽ có cây nọ cây kia một xíu cô chú anh chị này. Nhưng mà hàng như vậy thì quá là đẹp rồi đúng không ạ? 180.000 cho 1 kg giáng hương tam bảo sắc. Và bên này đây là em có dòng lan kiếm đỏ hồng hoàng. Kiếm đỏ hồng hoàng bông hoa cũng khá là xinh nhá. Bông hoa to và khá xinh. Em bán với giá là 100.000 cho 1 kg. Và ở đây là cái dòng lan kiếm tiên vũ. Bản lá rất là to, hàng lá ngắn đẹp như vậy này. Hàng này thì cũng đang cho nụ nhá cô chú anh chị nhá. Kiếm tiên vũ với giá là 130.000 cho 1 kg. Đây là một trong những dòng lan kiếm đẹp và được nhiều người chơi săn tìm cái dòng kiếm tiên vũ này. Bên này đây là hoàng thảo Henry. Hoàng thảo Henry thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu trên mạng. Cái dòng hàng này thì hoa thân gần giống như là hoàng thảo long nhãn. Hoa thì cái cánh vàng rộm nhé cô chú anh chị nhé. Và nó khá là hiếm hàng với dòng hoàng thảo Henry này. Với giá là 100.000 cho 1 kg dòng hoàng thảo Henry ạ. Rồi tiếp theo này đây là cái dòng lan gì nhỉ? Kiếm đỏ Bắc Đô. Kiếm đỏ Bắc Đô, một cái dòng hàng hoa rất là thơm, mùi mật ngọt. Với giá em bán là 100.000 cho 1 kg thôi.
Rồi tiếp theo đây là cái dòng lan huyết nhung vàng, một dòng hàng cũng gọi là rất là hiếm nhé cô chú anh chị nhé. Hoa thì màu vàng, khi mà nở nhìn như là những ánh sao đêm. Với giá em bán là 180.000 cho 1 kg dòng huyết nhung vàng này, là một trong những dòng hàng gọi là hàng hiếm. Còn bên này là cái phần hoàng thảo tam bảo sắc, một phần rất là nhiều luôn. Hàng này thì hoa đẹp lắm cô chú anh chị này. Với giá em bán hoàng thảo tam bảo sắc này với giá là một phần như vậy 120.000 nhá. Bên này là hoàng thảo vẩy rồng. Hoàng thảo vẩy rồng cũng đang chuẩn bị mùa nụ rồi, hàng về rất là ít thôi ạ. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng. Em có duy nhất một phần ý thảo ba màu nhá cô chú anh chị nhá. Phần ý thảo ba màu này em bán với giá là 100.000. Và bên này là em có hai phần hương vani, hoa vị hương vani thì là hoa màu hơi hồng, màu hồng và mùi cái mùi mật ngọt, mùi ngọt ngào của hương vani nhá. Hàng hiện tại là cũng đang nụ cô chú anh chị này. Với giá một phần như vậy chỉ với giá là 100.000 thôi, thoải mái cô chú anh chị có một giò đẹp rồi. Và bên này là hoàng thảo vôi bắc ạ. Vôi bắc thì hàng cũng đang nụ cô chú anh chị này. À cũng đang mầm gốc. Hàng thì vừa qua mùa hoa rồi, đang mầm gốc nhá. Ơ thằng Bắc hôm nay nó có lấy vôi qua không? Vôi đi không? Lấy đi một thùng à? Vôi này em bán với giá là 220.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Nói chung là hàng tầm này thì hàng giống thôi, đã nở hoa rồi. Và vôi bắc này thì hoa, nếu như cô chú anh chị nào đã được ngắm vôi bắc, ngắm vôi bắc ấy, thì ôi đây cô chú anh chị nhìn này, một cái bông hoa sót lại rất là đậm màu như vậy nhá. Nên là không phải nói nhiều, vôi bắc này thì hoa rất là tím đậm luôn, với giá em bán là 220.000 cho 1 kg ạ. Và bên này đây là những cái giò đen rô úc đấy cô chú anh chị này. Những giò đen rô úc mắt đen nhá, hoa của dòng này ấy, so với hoàng thảo kèn thì cái độ tím của nó phải nói cực kỳ là tím, mà hoa thì rất là sai luôn. So với hoàng thảo kèn thì cái độ tím của nó còn hơn cả hoàng thảo kèn đấy cô chú anh chị ạ. Hoa thì bông hoa tròn và rất là dày, lâu rất là lâu tàn nhá. Một chậu như vậy này, chậu như vậy hứa hẹn Tết cô chú anh chị có thể sở hữu một giò, một cái giò hoa có bông rất là đẹp luôn, với giá em bán là 220.000 cho một giò đen rô úc mắt đen này. Và bên này là dòng lan trầm siêu đỏ ạ. Trầm siêu đỏ, hoa tím lịm luôn cô chú anh chị này, thơm nức mũi mà tím lịm luôn nhá. Đó, những bông hoa trầm siêu đỏ. Hàng này thì em bán hàng siêu tầm cho cô chú anh chị. Một chậu như vậy là có một thân, một thân nhá cô chú anh chị nhá. Một thân trầm siêu đỏ thơm nước mũi này, em bán với giá là 180.000 cho một giò trầm siêu đỏ. Và bên này là cái gì nhỉ? Những cái giò, những cái cốc giả hạc Pháp. Hoa thì vô cùng sai, giả hạc Pháp này đẹp, tím rất là đẹp, với giá em bán là 90.000 cho một chậu như vậy thôi. Và dáng hương đuôi chồn em còn vài chậu thôi nhá cô chú anh chị này. Chậu 1 này, hai vòi nụ luôn. Chậu 2 này lá xếp rất là xinh. Và chậu số 3. Đó. Mỗi một chậu như vậy bán đồng giá là 140.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan kiếm thái hoa đỏ ruby cô chú anh chị nhá. Màu đỏ ruby rất là đẹp. Và một chậu như vậy thì ít nhất là có từ 3 tép trở lên. Chiều dài của cái chiều dài của nó thì nó sẽ dài hơn 30 cm, và từ ít nhất là từ 3 tép trở lên. Chậu thì rất là khỏe khoắn đẹp như vậy, với giá là 130.000 cho một chậu kiếm thái hoa đỏ nhá. Sắc đỏ ruby ạ. Còn bên này là những cái chậu lan quân tử này. Chậu lan quân tử thì cô chú anh chị nếu như mà lên Google, cô chú anh chị có thể dễ dàng biết được cái ý nghĩa rất là tuyệt vời của dòng lan quân tử này. Nếu như cô chú anh chị mà dòng lan quân tử này khi mà cô chú anh chị lấy về có thể để trong phòng khách này, hoặc là trên bàn làm việc. Cái ý nghĩa về cái phong thủy của dòng lan quân tử này đó là nó có thể mang đến cho chủ nhân của nó cái sự tài lộc thịnh vượng. Tài lộc thịnh vượng và cái sự may mắn ạ. Hàng này thì hoa cũng rất là đẹp và bền nhé cô chú anh chị nhé. Đấy là ý nghĩa về phong thủy, ý nghĩa về mặt phong thủy. Và ý nghĩa về cái, nếu như nói về cái ý nghĩa của mặt thực tế của dòng lan quân tử này, thì cái dòng lan quân tử này thì người ta thấy rằng là nó có tác dụng rất là thực tế, đó là có thể loại bỏ những cái chất khí độc hại trong không gian, và cũng như là có thể loại bỏ được những cái sóng từ điện thoại hay là từ tivi phát ra. Đó. Nên là có tác dụng là lọc sạch không khí rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị rất là, theo em thì rất là nên có để trong phòng khách hoặc là trong cái bàn làm việc. Đấy. Thì đều rất là tuyệt vời. Và em bán một chậu như vậy với giá là 110.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Hàng thì đây rất là cao và rất là đẹp luôn, nhiều cặp lá và cao đẹp như vậy. Đây, em găng tay này cô chú anh chị này.
Đó, cây rất là lớn và đẹp như vậy nhá, chứ không phải hàng giống bé tí xíu đâu nhá. Hàng rất là đẹp như vậy này. Còn bên này là những cái chậu hồ điệp. Hồ điệp hàng cây tơ nhá, cô chú ý chị nhá. Đây là hàng hồ điệp cây tơ này, hàng cây tơ. Đó, cây tơ rất là xinh như thế này. Thì cái chậu hồ điệp hàng cây tơ này em xin phép bán với giá là 45.000 cho một chậu hồ điệp hàng cây tơ. Cây hoa đại và cây tơ nhá. Nếu như cô chú ý chị nào lấy từ 2 chậu em sẽ để lại với giá là lấy từ 5 chậu ấy, giá chỉ còn 40.000 cho một chậu thôi, từ 5 chậu trở lên. Còn bên này là hàng hồ điệp cũng là hoa đại nhưng mà là dòng cắt ngồng. Dòng cắt ngồng này thì cây nó to hơn nhiều, khá là nhiều so với cây hồ điệp cây tơ kia. Với giá là 50.000 cho một chậu và lấy từ 5 chậu để giá 45.000. Để giá 45.000 nếu như lấy từ 5 chậu nhá. Cây hồ điệp em có hai cái loại như vậy để cô chú chị lựa chọn, cô chú chị muốn lấy loại nào 45 hay là 50 thì báo rõ cho em. Rồi tiếp theo sang bên này. À em còn có, hôm nay em còn có cái gì? Em còn có cái hoàng nhạn tháng 8 ạ, cây rất là đẹp, nhiều cặp lá cô chú chị này. Đó. Cây nói chung là từ 5 cặp lá trở lên. Từ 5 cặp lá trở lên nhá, cây hoàng nhạn rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 220.000 cho một chậu hoàng nhạn tháng 8. Đó, 220.000 cho một chậu hoàng nhạn tháng 8 nhá. Rồi bên này đây là những cái phần dáng hương đuôi chồn, những cái phần hài hương. Em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Dạ, dáng hương đuôi chồn này mặt hoa sẽ đẹp rực rỡ luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Tím lịm, bông hoa dài, chùm dài rất là đẹp như thế này. Và dòng dáng hương đuôi chồn này thì em đã chia ra theo từng chậu này. Chậu số 1 này cô chú anh chị này. Chậu số 1 với giá là 350.000 cho 3 cây rất là đẹp luôn. Đó, 3 cây rất là đẹp như vậy với giá 350.000. Chậu số 2 với giá 340.000 là 2 cây to đẹp nhá. Cây này thì hơi lỗi lá một tí. 340.000. Thôi để lại giá 300.000 đi, chậu số 2 300.000 đi. Chậu số 3 280.000. 280.000 cho chậu số 3, chậu số 4 cũng 280 có 2 cây. Và chậu số 5 với giá là 280. Chậu số 6, chậu này số 5 này cũng 2 cây nhá. Chậu số 6 này chỉ với giá 260.000 thôi, có một cây đẹp và một cây bị gãy ngọn nhưng mà mọc lên nhiều ngọn mới. Chậu số 7. Chậu số 7 có 2 cây to đẹp ạ, với giá là 340.000. 340.000. Chậu số 8 có 2 cây này với giá là 260.000 thôi, 2 cây lỗi lá cô chú anh chị nhá. Và chậu số 9 với giá là 280.000. 280.000 cho chậu số 9. Chậu số 10 với giá là đây, bên này là dáng hương đuôi cáo chứ. Dáng hương đuôi cáo số 10, một phần dáng hương đuôi cáo gồm có 5 cây đang nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó. Đang nhiều cây có nụ, hiện tại em đang thấy 2 cây nhú nụ rất là rõ rồi. Cái bản lá căng mỡ màng như vậy với giá em bán là 200.000, 220.000 cho hình số 10. Và hình số 11 là một phần cáo xếp rất là đẹp. Đây, một phần cáo xếp có 1 này, 2 này, 3 này. Ôi, cái cây này xếp nụ dài lắm rồi này. Xếp V rất là đẹp nhá. Đây, là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây cáo. Cả chỗ này là có 2 cây này, bên dưới này một cây nữa. Đó, 6 cây cáo xếp đẹp ở cái hình này. Em bán với giá là 260.000, 260.000 cho hình số 11. Hình số 12. Hình số 12 cũng là 4 cây lá khá là to đẹp. 4 cây bản lá to đẹp luôn, mỡ màng như vậy. Em bán với giá 180.000 cho hình số 12. Hình số 13 này có tất cả là 5 cây. 5 cây này với giá là 150.000 thôi. 150.000, ôi chắc rất là rẻ luôn. Hình tiếp theo là hình số 14 với giá là 180.000. 180.000 có nhiều cây đang nụ đây ạ cô chú chị này. 180.000 nhá, hình số 14 ạ. Có cây một mẹ hai con luôn này. 4 cây to đẹp như vậy. Và hình số 15 là nguyên một rề. Nguyên một rề này khi mà sổ hoa thì sẽ rất là đồng đều luôn. Đang có một cây nhú nụ rồi đây. Lá xếp rụt rất là xinh. Đấy, hình này em bán với giá là 190.000. Một rề này có 1, 2, 3, 4, 5 cây nhá. 190.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 16 với giá 170.000. Hình này có 1, 2, 3, 4, 5 cây. Cũng thấy cây này đang nhú nụ rồi này. 170.000 cho hình này. Và hình số tiếp theo, một cái hàng xếp rất là đẹp, hình số 17. Một phần xếp rất là đẹp luôn. Dạ, kìa cây này cũng đã có nụ luôn này. Cây này chưa to lắm nhưng mà cũng có nụ luôn rồi. Cây dưới này thì xếp rụt tuyệt vời luôn. Đó, một cái hình xếp này. Hình xếp số 17 này em bán với giá là 220.000 cho hình số 17. Đẹp lắm. Hình tiếp theo hình số 18, một phần cáo rất là to đẹp ạ. Hình số 18 này rất là đẹp luôn, với giá là em bán là 260.000 nhá. 260.000 có
1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. 5 cây xếp rụt rất là đẹp như vậy này. 260.000 cho hình số 18. Hình số 19. Hình số 19 với giá 180.000 có 1 2 1 này. Đây là nguyên một dề. À không. Đúng rồi, nguyên một dề này có 4 cây. Cây này là cây 1 này, cây này 1 này. Và nguyên một dề 4 cây thêm 2 cây nhỏ bên này nữa 180.000 cho hình 19. Hình số 20 đây ạ. Số 20 này với giá 190.000 có 10 cây. Hình số 21. Hình số 21 này có một cây mẹ con. Ôi, đây là nguyên một dề có 3 cây nhá. Hai bố mẹ và một cây con đây ạ. Và thêm một cây rời. 3 này, 4 5 6 cây, tính là 6 cây đi. Em bán với giá 190.000 và hình số 22. Hình 22 này thì cô chú anh chị nhìn thấy là có tất cả là bao nhiêu nhỉ? Hình 22 là có 3 cây rất là to. 3 cây to đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây to đang nụ đẹp như vậy với giá là 180.000. 180.000 cái hình này thì có một cái lá này hơi bị vỡ một tí do vận chuyển đóng gói từ rừng về và hàng xếp rụt luôn ạ. 180.000 cho hình 22 và hình 23. Hình 23 thì có 4 cây. À không, đây một cây mẹ con này, đang cả cây mẹ cũng nụ, cây con cũng nụ. Nụ của cây mẹ thì gần chắc là hỏng rồi. Và hai cây bên này cũng đều đang có nụ hết này cô chú anh chị này, rất là xinh. Phần cáo này em bán với giá là 220.000 cho hình số 23. 23 220.000. Phần 24 cũng là một phần cáo xếp gồm 4 cây, xếp V 4 cây nhá. Đã, cây nào cũng có nụ hết đấy ạ. Đây. Đó, phần 24 này 3 cây cáo xếp này em bán với giá là 240.000 cho hình 24, 4 cây cáo xếp to đẹp. Hình số 25, một phần cáo gồm có 18 cây. 18 cây cáo xếp nhỏ xinh với giá là 180.000. Hình số 26 với giá 250.000, một phần cáo rất là đẹp. Cáo xếp đẹp 250.000 gồm có 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây cáo xếp đẹp này với giá 250.000. Phần số 27, hình 27. Hãy cô chú anh chị nhìn cho em tổng thể. Tất cả là 10 cây lớn nhỏ cô chú anh chị nhé. 10 cây lớn nhỏ hình này với giá 180.000. Hình 28 cũng là một phần cáo nhiều cây xếp rụt đẹp. Em bán với giá 180.000 có tất cả 9 cây. 180.000. Hình số 29 là một giò, hai giò gà. Hai giò gà nguyên bản này, giò 1 này, giò 2 này. Hai giò gà nguyên bản hình này với giá 200.000. Hình số 30. Đây hình số 30 này. Với giá là 300.000 cô chú anh chị nhé. Một giò gà rất là mướt và đẹp luôn. Giò gà Cao Bằng rất là đẹp luôn. Hình số 31. Một giò cáo nguyên bản thuần nhá. Nguyên bản nhá cô chú anh chị nhé. Không phải hàng thuần ạ. Xếp rụt luôn ạ. Cây mẹ, cây con. Cả hai cây đều xếp rụt rất là đẹp. Cây mẹ này xem này. Một mẹ và hai con nhé cô chú anh chị nhé. Đây một cây mẹ và hai cây con đây ạ. Một cây con lớn và một cây con nhỏ. Cây mẹ bao nhiêu cặp lá nhỉ? 2, 4, 6, 7, 8 cặp lá luôn cô chú anh chị này. Một cái giò cáo rất là đẹp này. Một mẹ, hai con, bản lá rất là to, xếp rụt rịt luôn cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái hình cáo số 31 này, em xin phép được bán với giá là 400.000. 400.000 cho giò cáo nguyên bản này nhá. Có hai một mẹ và hai cây con, xếp rụt. Hàng xếp rụt đẹp. Đấy, cô chú anh chị nhìn này. Thực sự rất là rụt luôn. 400.000 cho hình số 31. Hình số 32. Hình số 32 này cũng là một cái giò cáo nguyên bản. 32 này cô chú anh chị này. Có 3 cây cáo khá lớn thêm một cây siêu siêu ở kia nữa này. Đó, và hàng cây cũng đang nụ. Đang nụ nhưng mà nụ bị hỏng mất rồi. Cây nụ hỏng rồi, cây rất là khỏe khoắn luôn cô chú anh chị này. Giò cáo này em bán với giá là 300.000 cho hình số 32. Hình 33, hình 33 rất là xinh luôn cô chú anh chị này. 33 là một mẹ với ba con, một cây mẹ ba cây con. Cây mẹ bao nhiêu cặp lá nhỉ? 2 4 6 7, 7 cặp lá. Nhưng mà hàng này thì có một cái lá này này bị gập. Ui. Có một cái lá này bị gập nhá, do ở trên rừng về ạ. Trên rừng về dân người ta không giữ được tốt nên là có một cái lá này bị thương một xíu. Nhà chắc không phải cắt lá đâu cô chú anh chị nhá. Cái giò cáo này em bán với giá là 260.000. Trời ơi rất là đẹp luôn. Một mẹ với ba con. Là hình số 33. Hình số 34. Đâu nhỉ? Hình 34. Hình 34 đây ạ. Một cũng là một mẹ hai con, bản lá to nhá. Lá to, lá căng mướt đẹp như vậy, cây đang nụ. Một cây mẹ với hai cây con. Đây, em bán 250.000 cho hình số 30. Hình số 34. Sang hình số 35.
30 năm là cái dề kiều. Dề kiều miền Trung rất là to, đẹp như vậy này. Dề này mà sổ hoa thì thôi rồi, rất là đẹp luôn. Đó. Xanh lá đẹp như thế này với giá là 550.000, hình 3 năm. Hình 36 cũng là một dề kiều tím miền Trung. Rất là tròn, đều. Dề này em bán với giá là hình 36 với giá là 600.000 cho dề 36 này. Hàng này thì về cô chú anh chị chỉ cần ốp lên gỗ là được rồi, bằng hàng thuần luôn cô chú anh chị nhé. 600.000 cho dề kiều này. Và sang bên này là những cái phần hài hương. Hoa thì dòng hài thì nếu như cô chú anh chị là những người yêu thích dòng lan hài thì em nghĩ là đây là một trong những cái dòng lan hài mà quý và được nhiều người chơi săn tìm và cũng rất là đáng sưu tầm bởi vì hoa thơm nức mũi luôn. Hiện tại thì rất là hiếm rồi cô chú anh chị nhé. Hài hương số 37. Hài hương số 37 này. Một phần hài hương như vậy em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. Bình thường thì hàng này người ta cũng bán theo cây, mỗi cây 70-80.000 luôn đấy cô chú anh chị này. Thì phần này cô chú anh chị thấy là có hai nguyên hai dề này, một dề hai dề và thêm một cây dời này nữa. Chỉ 180.000 cho hình số 37 thôi. Hình 38 một cây mèo nụ rất là to bự rồi. Thêm 3 cây rời, 4 cây. Đấy. Hình này em bán với giá là 180.000 cho hình 38. Hình 39 nguyên một dề, lá căng mướt đẹp như thế này. Với giá là 150.000 thôi. Trời ơi, quá là rẻ luôn ạ. 150.000 cho một dề. Ở cái hàng này cô chú anh chị mà khi mà sổ hoa thưởng thức hương thì quá là tuyệt vời nhá. Hoa rất là thơm luôn mà cực kỳ là bền cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo là hình số 40. Bản lá mít đẹp không này, cây này, dề này bản lá mít rất là đẹp nhá. Thêm 3 cây rời này nữa với giá em bán là 190.000. Hình 40, hình 41 nguyên một dề như vậy em bán 180.000. Hình 42 với giá 220.000. Đây phần 42 đây ạ, lá căng bóng mượt luôn này. Đó, với giá là 220.000. Hình 43 cũng thế, lá mít đẹp không cô chú anh chị này. Xem cây này đang mèo và lá mít cực xinh luôn. Phần này em bán 220.000 cho hình số 43. Đó, 43 như vậy nhá. Hình 44 này với giá 190.000. 190.000 có một cây, hai cây. Một dề này. Đấy, thêm bên này là 190.000 cho hình 44, hình 45. Hình 45 đây ạ. Hình 45 này với giá là 180.000 có rất nhiều cây này, 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 cây. Đó, 9 cây hình này với giá chỉ là 180.000 thôi nhá. Và hình số 46 với giá cũng 180.000, một dề quá đẹp như vậy. Và hình số 47 với giá là 220.000. Đây, đây có 3 dề, 3 dề như vậy này. Đó, bản lá rất là bóng mượt và đẹp nhá. Rồi sang bên này là em còn có mấy cái phần hàng rất là hiếm. Đó là cái những cái cây phần hồ điệp nhá. Những cái cây hồ điệp này, biết là người ta gọi là cái hồ điệp gì mà hoa vằn vằn, cánh vằn rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái cây này thì nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm mà không có đâu. Cái cây này rất là độc luôn cô chú anh chị ạ. Đó, hoa quá là tuyệt vời, quá là độc đáo đúng không ạ? Cái phần hồ điệp số 1 quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. Phần hồ điệp hàng rừng nhá cô chú anh chị nhá. Phần 1 với giá